Chào các bác, hiện tại thì em còn một ít máy điều hòa một cục, dòng cửa sổ. Bác nào lấy em để giá chấp nhận lỗ cuối mùa 2,6 triệu, bảo hành 6 tháng. Đấy. Có điều khiển từ xa các bác nhé. Mấy con Kozomi có điều khiển đấy, điều khiển học lệnh, điều khiển đa năng. Máy thì nói chung là các bác mua em gửi bất kỳ con nào thôi. Máy 1 triệu nóng lạnh, công suất 8.000 BTU, dùng cho phòng khoảng 15m2 đổ lại. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp nhé. 2,6 triệu, giá thanh lý cuối mùa. Đấy, bác nào chốt thì alo em. Có hiện tại còn 1, 2, 3, 4, 5 con. 5 con là 6 con, 6 con 1 triệu. Còn dòng máy 2 triệu này thì các bác nào lấy thì 3,5 triệu. 2 con Corona 2 triệu nóng lạnh. Còn đây hiện tại Kozomi, 1 con Corona, 2 con Kozomi, 4 con Kozomi. Con Tomi này không có điều khiển đâu ạ. Đấy, giá 2,6 triệu, bán đi cho nó rộng nhà cuối mùa. Các bác nào chốt thì alo em nhé. Vẫn bảo hành 6 tháng, chất lượng như các bác bình thường. Đây là hai số điện thoại bên em, bác nào cảm thấy phù hợp thì các bác alo. Hai kênh YouTube qua xem và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Giá chấp nhận lỗ ở trên là sẽ không bao ship và sẽ không bớt cái gì nữa các bác ạ. Cảm ơn các bác.